Ok, xin chào tất cả anh em nha. Đây là đoạn đường Hoàng Văn Thụ. Đây là nơi mình làm việc nè. Xe Fornet 4B Cộng Hòa. Đấy. Bây giờ thì mình đi check in một cái địa điểm ăn uống mới. Đó là cái quán Tôm Hùm. Tôm Hùm Hot Boy. À, cái quán đó mình thấy trên cộng đồng mạng á, chia sẻ rất là nhiều. Thì cái quán đó nằm trên đường cái này là đường Cộng Hòa nè anh em. Đường Cộng Hòa ha. Cũng gần shop mình nên thành ra là mình đi bộ ra để mình xem, mình trải nghiệm anh thử coi cái tôm hùm nó như thế nào mà mọi người lại PR nó, khen nó khá là trầm trồ như vậy. Ok, cùng đi với mình nha anh em. Thì cái kênh YouTube của mình thì không có phải là riêng về những cái xe cổ không đâu, mà mình đã muốn lưu lại kỷ niệm của mình á, thì đời sống của mình như thế nào thì mình quay cái đó thôi. Mình trải nghiệm cái dịch vụ gì, mình trải nghiệm cái gì hay ho thì mình cũng muốn share cho anh em. Đấy, cũng không hẳn là kênh YouTube không nha, only để xe cổ nha. Đoạn đường này mình đi lại cũng khá là gần đó nè, khá là gần, cũng không có xa lắm. Cái chỗ bán tôm này cũng gần chỗ mình. Ok, đợi tí nha, tới chỗ mình sẽ quay lại. Rồi ok, tới rồi nè, quán tôm hùm nè. Đó, quán tôm hùm, Huy Tôm Hùm. Còn tôm lớn không anh? Rồi. Ok. Anh lấy mấy con? Em mua một con em ăn thử. Dạ. Thấy trên mạng VR nên ghé đây mua ăn thử gần shop em. Thấy luôn không? Thấy vừa hấp xong. Ồ. Cái này là có size như thế nào anh ha? Tại đó 3 size. 3 size. Cái này là 208 ngàn, từ 350 đến 400 gram. Ồ. Này là 178 ngàn. Mấy con đó bự quá à. Cái này là 7 kg. Tầm bao nhiêu anh? 1 kg. 1 kg. 1 kg một con á. 1 kg là 760. Kg 760. 100 gram là 76.000. Ok. Con này là 208 ha. Cái này là mình cũng mới luộc thôi đúng không? Rồi. Cái này ăn với nước sốt nào anh á? Tại có 3 loại nước sốt. Ồ. Em lấy con nào cũng được, anh chọn con này đi. À. Thôi lấy con này đi. Này đúng không? Dạ. Ở đây là ngoài tôm hùm ra anh có bán gì khác không? Đây chỉ có mỗi tôm hùm thôi. À. Tối qua vừa thấy trên Facebook ấy đang hot boy bán tôm hùm. Nước sốt ba loại này cái gì? Em mới còn có hai loại. Hai loại thôi. Đó là hai loại. Vị chua cay. Chua cay. Đây là wasabi. Đây là phải lai à? Béo hơn. Béo. Dạ. Còn loại thứ ba nếu bình thường là loại thứ ba là gì? Tiêu xanh à? Có vị cay hồng. À, muối tiêu xanh. Ờ, mấy tôi xanh. Quá tuyệt vời luôn con. Ờ. Nhìn ngon quá. Thịt chắc nè. Ờ. Gạch tôm nè. Miếng tôm này nó cái hồng hồng nè. À. Ok. Con này tuyệt vời. Ok, lấy em nước sốt đi nha. Một ngày bán trung bình có bao nhiêu anh nhỉ? Tại ngày tầm 80-100 tùy ngày. Ờ. Rồi em gửi tiền nha. Mấy con mà lớn lớn thì ít có mà hấp sẵn đúng không? Không hấp sẵn, hấp tới gần ký mới hấp. Ờ. Giá trị nó cao thì đợi khách tới mới hấp được. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok. Ok. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Ok. Ok, trước mà các bạn đây là hộp tôm hùm trị giá là 208.000 nha. Đấy. Thì bình thường thì họ sẽ cho mình 3 loại nước sốt, nhưng mà bây giờ mình lại hơi trễ thì mình chỉ có 42 loại thôi. Một loại là chua cay với loại béo. Còn cái loại muối tiêu xanh thì hết rồi. Mà mình nghe bảo là cái loại muối tiêu xanh đó là loại ngon nhất. Ok, nhỏ thì chịu thôi, biết sao giờ. Ok, mình sẽ trải nghiệm xem thử cái con tôm hùm này nó có đáng giá 208.000 không và nó có ngon như thế nào ha. Tí nữa mình sẽ cho mình mở ra cho anh em xem thử nha. Con tôm nè. Đó.
Con tôm này là 208.000. Nhìn ở trong đây thì thấy nó nhỏ nhưng thực tế nó to lắm anh em. Ở ngoài nó to lắm, nó nhiều thịt lắm nè. Đấy. Đây là thịt của tôm nha. Còn đây là gạch tôm nè. Đó, vừa gạch vừa thịt nè. Còn này là mấy cái càng của nó. Thì bên trong đó nó có một cái sốt. Sốt này là sốt Thái nè. Còn cái sốt mà này là gọi là sốt béo. Đó. Tí nữa mình gỡ ra ăn rồi để cho anh em xem.